Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thấy Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Trả lời truyền thông, Nadal cảm thấy tiếc nuối khi Djokovic vắng mặt tại Mỹ mới rồi, nhưng nhấn mạnh không tay vợt nào lớn hơn các giải đấu. Thiếu một trong những tay vợt hay nhất thế giới là điều đáng tiếc với mọi giải đấu. Nhưng như tôi từng nói nhiều lần, môn thể thao này và các giải đấu của nó lớn hơn bất kỳ tay vợt nào. Giải đấu vẫn tiếp tục dù vắng tôi, Federer hay Djokovic. Rafael Nadal nhấn mạnh mục tiêu chiến thắng của bản thân tại mọi giải đấu mà anh tham dự. Tay vợt người Tây Ban Nha đã tập nhiều ngày ở sân Arthur Ashe tuần trước và sẵn sàng chinh phục danh hiệu Mỹ mở rộng lần thứ 5. Rafa vô địch 2 trong 3 lần gần nhất tham dự giải, các năm 27 và 29. Anh nhiều khả năng sẽ lấy lại vị trí số 1 thế giới sau Mỹ mở rộng. Tay giả vô địch cầu lông thế giới, Kunlavut Vittisan, nhận được rất nhiều kỳ vọng khi lần đầu tiên góp mặt ở chung kết. Chỉ tiếc rằng đối mặt với anh, Lomovitor Asazen quá đẳng cấp. Sự vượt trội sớm được hạt giống số 1 thể hiện khi giành chiến thắng cách biệt 21 năm ở set thứ nhất. Sang set 2, Vittisan đã chơi nỗ lực hơn nhiều. Thế nhưng Asazen vẫn biết cách tăng tốc đúng lúc để buộc đối thủ gạt vật với tỷ số 21-16. Chiến thắng thuyết phục sau 2 set đấu giúp Victor Asazen có lần thứ 2 đăng quang giải cầu lông thế giới. Cũng có được chiếc vô địch thế giới lần thứ 2 như Asazen là Akane Yamaguchi sau chiến thắng 21-12, 10-21 và 21-14 trước Chen Yufei. Saigon Heat có chiến thắng khá dễ ở chung kết VBA 2022 đầu tiên. Ông 30 dẫn trước trong phần lớn thời gian. Từng có lúc khoảng cách giữa hai đội lên đến 22 điểm. Nhiều cầu thủ trẻ của Heat được trọng dụng vào cuối trận vì khoảng cách giữa hai đội quá lớn. Chung cuộc, đại diện Sài Thành khép lại game 1 với thắng lợi 85-75. Sau màn trình diễn bùng nổ ở bán kết, Đinh Thanh Tâm bất ngờ chơi dưới sức trận này. Vận động viên Việt Kiều chỉ góp vỏn vẹn 2 điểm trong 39 phút. Anh còn tỏ ra chậm chạp và dễ bị các cầu thủ bên phía Heat vượt qua khi phòng ngự. Trận đấu thảm họa của Tâm Đinh là một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội Buffalo thua trận. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 31 tháng 8. Trên sân của Heat, loạt chung kết VBA 2022 diễn ra 5 trận theo thứ tự BO5. Trận quyết chiến một mất một còn giữa SE và Team Secret tại nhánh dưới playoff VCS mùa hè đã khép lại với thất bại 1-3 dành cho đoàn quân áo hồng. Những lỗ hổng chí mạng trong khâu macro giữa trận, SE đã chính thức phải dừng chân tại VCS mùa này, qua đó không còn cơ hội tham dự chung kết thế giới. Sau trận đấu, BO1 đã gửi lời cảm ơn đến các fan trong group riêng của mình. Midlander của SE cũng xác nhận đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Celebrity. Ngoài việc không còn Super Bowl cơ Celeb, nhiều khả năng SE sẽ tiếp tục có một cuộc cải tổ đội hình lớn. Hulovichard và Địa 1 là những cái tên có tỷ lệ cao rời tam kê. Chuyển sang LPL, trước khi diễn ra trận đấu giữa Top Esports và EDG, người hâm mộ đã kỳ vọng vào một trận chiến kịch tính và hấp dẫn. Xong, trong lần đối đầu thứ hai tại vòng playoff, nhà đương kim vô địch chung kết thế giới EDG đã thảm bại với kết quả 0-3. Với kết quả này, Jackie Love cũng đồng đội sẽ tiến vào trận chung kết tổng LPL mùa hè. Tại đây, Top sau một lần nữa chạm trán với JDG, đối thủ đã đánh bại họ với tỷ số 3-2 ở nhanh thắng trước đó. Genji xuất sắc đánh bại T1 để vô địch LCK mùa hè. Trái với kỳ vọng về một loạt đấu BO5 kịch tính, Genji đánh bại T1 một cách chóng vánh chỉ sau 3 ván, qua đó thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Phát biểu sau chiến thắng, Joby cho biết: "Cuối cùng thì tôi cũng đã đứng trên bục này và trút bỏ hình ảnh của một tuyển thủ vô danh. Tất cả là nhờ sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các bạn. Xin cảm ơn." Nhận định về chiến thắng vừa qua, Doran bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ tự mãn, ngay cả khi chúng tôi liên tiếp thắng giao tranh ở ván đấu thứ 3, mãi cho tới khi nhà chính T1 nổ. Đó là lúc tôi nhận ra rằng chúng tôi là những nhà vô địch." Giờ đây, Genji tiến tới chung kết thế giới với vị thế hạt giống số 1 LCK. Joby rất tự tin cho biết: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể vô địch được thế giới. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ mang đến một kết quả rất tốt." Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thấy Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.